Dạ em xin kính chào cô chú bác anh chị và các bạn. Hôm nay rất hân hạnh lại được gặp cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Em đang ở quốc lộ 27C. Em đi trên đường xuống đồi chè Cầu Đất thì rất là may mắn khi gặp được một đoàn xe đang vận chuyển một cái cánh quạt như thế này. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn khu vực đồi chè của Cầu Đất, cũng như là sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn công trình điện gió của Đà Lạt. Dạ em xin chúc toàn thể quý vị và các bạn có một buổi chiều chủ nhật thật là an lành. Khúc cua gấp như thế này đòi hỏi thì các người thợ phải điều chỉnh liên tục và quản lý một cách nghiêm ngặt luôn á quý vị. Để mà vận chuyển được một cái cánh quạt to như thế này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt an toàn, cũng như là về trang thiết bị cũng như là nhân sự. Ở phía trước bây giờ thì đang có một anh hộ tống đã đi trước cách đó không xa khoảng vài chục mét để điều tiết giao thông. Những chiếc cánh quạt này thì được vận chuyển từ cảng Cam Ranh đến Cầu Đất và sẽ đưa vào khu vực nhà máy Cầu Đất. Có thể nói khu dự án điện gió sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2021. Vì kích thước của những chiếc cánh quạt này nó lớn thành ra là dễ mắc vào những cái cây thông ở hai bên đường cũng như là dây điện ở xung quanh. Điện gió có thể nói nó mang lại rất là nhiều lợi ích về kinh tế cũng như là du lịch nữa. Xu hướng khách du lịch ngày một tăng đi đến những điểm tham quan, khám phá như là điện gió này. Đây cũng chính là nơi đặc biệt để sau này ngành du lịch phát triển. Quá trình vận chuyển cũng như là đi vào những khúc cua như thế này thì đòi hỏi người thợ phải nâng cánh quạt lên rồi hạ cánh quạt xuống liên tục. Nhất là khi đi vào những khúc cua gấp như thế này và những đoạn ôm cua như thế này, những cái cánh quạt thì nó sẽ kêu cạch cạch bởi vì có người thợ điều khiển cái trục ở dưới này quý vị nè. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2010 thì nhà máy bắt đầu chính thức được khởi công xây dựng tại thôn Trường Thọ, xã Xuân Trường của thành phố Đà Lạt, với tổng kinh phí đầu tư được xây dựng ước tính khoảng 57 triệu đô la Mỹ, với diện tích nhà máy lên đến 2 hecta và diện tích đất xây dựng là khoảng 350 hecta với 20 cột tuabin điện. Chiều hôm nay thì thời tiết cũng mưa, thành ra là cũng gặp khó khăn rất là nhiều trong quá trình vận chuyển cánh quạt về tới Cầu Đất. Chúng ta thấy dàn xe đang di chuyển từ từ. Bây giờ thì cánh quạt của chúng ta đang hạ xuống từ từ để vượt qua một chặng đường thẳng ở phía trước nữa thì mới đi vào khu vực Cầu Đất được, bởi vì con đường đèo thì nó lúc nào cũng quanh co nên đoàn xe thì phải cẩn thận di chuyển từ từ. Một số xe thì đang nhường đường cho các anh tài xế di chuyển tuabin. Và cũng có thể là mất hơn một buổi để di chuyển một quãng đường ngắn. Điện gió là nguồn năng lượng sạch, tái tạo, không ảnh hưởng đến môi trường, khí thải nhà kính và cũng không sản sinh ra các chất ô nhiễm. Toàn bộ khu vực dự kiến xây dựng các công trình hiện là chủ dự án của công ty cổ phần chè Cầu Đất và công ty Thiên Sương, với tổng diện tích dự án
trong phạm vi là 372 hecta, diện tích đất sử dụng dự án vĩnh viễn là 23 hecta, bao gồm đất làm móng, tua bin, đường giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến quạt gió tua bin điện thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một chút xíu đối với môi trường vật lý, môi trường sinh học. Đó chính là ảnh hưởng đến môi trường của các loài chim chóc, ví dụ như là dơi nè, vân vân. Có lần em đi vào khu vực đường hầm xe lửa, nơi có nhiều chú dơi bay ra. Khi mà màn đêm buông xuống thì nó sẽ lập tức bay ra để kiếm ăn đó quý vị. Thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút xíu, bởi vì những chú chim thì có thể va vào cánh quạt của tua bin. Theo các nhà khảo sát ghi nhận ở vùng đất Xuân Trường, cầu đất này thì có tới 64 loài chim thuộc 23 họ sinh sống quanh khu vực cầu đất này. Và hiện tại khu vực này đang chỉ mới lắp đặt được 4 tua bin thôi quý vị. Trong khi đó thì có tới 20 chục tua bin. Quý vị và các bạn thân mến, các chục tua bin này thì có chiều cao khoảng 75 cho đến 80 mét và có đường kính cánh quạt khoảng 100 mét. Tốc độ trung bình quay khoảng 10 đến 18 vòng trên 1 phút. Đây là loại motor điện quay chậm. Nhìn trên cao thì khá là đẹp luôn á, bởi vì xung quanh có một màu xanh ngát bởi đồi chè. Nhà máy quạt gió đầu tiên được khởi công xây dựng. Dự án này thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chứng nhận đầu tư vào năm 2009, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mới bắt đầu xây dựng đó quý vị, nhưng mà cũng rất là mừng rồi. Thank you.
quý vị và các bạn thân mến, ở đồi chè Cầu Đất này thì có độ cao trung bình trên 1.600m so với mặt nước biển. Tốc độ gió trung bình hàng năm tại khu vực này được khảo sát là với độ cao 60m thì khảo sát là 6,8m trên giây. Có tháng thì tốc độ gió lên đến 11,4m trên giây với hai hướng gió chính, đó chính là hướng Tây Nam và Đông Bắc. Khu vực đồi chè Cầu Đất thì có lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Khu vực đồi chè Cầu Đất thì nằm ở phía nam của thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 25 km. Chúng ta sẽ đi về khu vực chạy mát và sẽ chạy thẳng xuống sông Thọ. Sông Thọ rồi chúng ta sẽ chạy tiếp xong đến khu vực Xuân Trường. Tổng diện tích của đồi chè Cầu Đất trải dài từ khu đồi này sang đến khu đồi khác khoảng 230 hecta, với độ cao hơn 1.600m so với mặt nước biển thì đã rất lâu rồi. Đồi chè Cầu Đất chính là điểm đến bình yên, bình an đối với rất là nhiều du khách cũng như là nhiều người đến đây để tìm sự bình an cũng như là quên đi bộn bề của cuộc sống. Và đến đây không những để tìm cảm giác bình an, tìm cảm giác nhẹ nhõm mà còn được thưởng thức các loại trà và tham quan nhà máy trà cổ nhất. Nói đến trà ở Đà Lạt thì có thể nói đó là văn hóa của người dân Đà Lạt từ đời này sang đời khác và cũng là nơi mưu sinh của biết bao nhiêu thế hệ người dân ở Đà Lạt từ xưa đến nay. Ở đầu đường thì trước đây thì có một cái cổng khá là cũ kỹ ghi là đồi chè Cầu Đất, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa quý vị, người ta đã dỡ ra rồi. Bây giờ thì không còn thấy một cái bảng hiệu thân thương nữa rồi. Nói đến thương người chè ở Cầu Đất thì có lịch sử hình thành hơn 100 năm và sẽ men theo cái con đường này thì em sẽ vào với nhà máy chè cổ nhất tại Đông Nam Á, vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay luôn á quý vị. Và chiếc máy này thì được nhập khẩu từ bên châu Âu về. Nói đến lịch sử khám phá ra vùng đất này thì năm 1896, bác sĩ Yersin đã khai phá ra vùng đất suối dầu để lập ra trang trại chăn nuôi và trồng trọt. Từ đó du nhập vào khu vực này giống cây công nghiệp. Được sự ủy thác của toàn quyền Đông Dương, bác sĩ Yersin đã tổ chức chuyến thám hiểm theo đường bộ từ Biên Hòa, Mà Đa, Đồng Nai và cuối cùng là đi lên Chi Linh và khám phá ra cao nguyên Lâm Viên. Cho đến năm 1899, tại vùng đất này thì được xây dựng khu nghỉ dưỡng cho người châu Âu sang nghỉ mát đó quý vị. Đó là khu vực Đà Lạt ngày nay. Và mãi đến năm 1915 thì ông lại bắt đầu khám phá ra đỉnh Hòn Bà, đó là Cầu Đất, và xây dựng một trạm thực nghiệm trên đỉnh núi. Thì ông đã mang qua hai giống cây trồng, đó là một cây trị sốt rét và cây chè. Và từ đó cây chè được phát triển tại vùng đất này bởi vì khí hậu thổ nhưỡng thích hợp cho giống cây chè. Và từ đó thì người ta khai thác hơn 600 hectare đất để trồng chè, chủ yếu là giống chè đen. Và khi mà xuất khẩu được thì sẽ xuất khẩu sang các nước châu Âu. Mãi sau năm 1975, chính thức thuộc quyền quản lý của tỉnh Lâm Đồng. Và đến năm 2005 thì cổ phần hóa.
và chuyển thành công ty cổ phần chè Cầu Đất Đà Lạt. Lúc đó thì người ta trồng những giống cây chè như là chè ô long của Đài Loan, và sau này đến năm 2015 thì cơ sở sản xuất chè được đổi tên thành Cầu Đất Farm đó quý vị. Và hàng năm thì công ty chè mang lại một sản lượng ổn định hơn 1.000 tấn lá tươi, và khi sấy khô thì được khoảng 260 tấn. Mà nhìn khu vực đồi chè này thì cũng mát mắt luôn á. Và một số hình ảnh về khu vực đồi chè Cầu Đất và quá trình vận chuyển tua bin điện. Họ sẽ phải vận chuyển qua một cái quãng đường từ cảng Cam Ranh, xong rồi sẽ đi về đèo Khánh Vĩnh để lên với thành phố Đà Lạt. Sau đó sẽ di chuyển với một chặng đường dài nữa quanh co để đi về khu vực Cầu Đất. Và em xin được kết thúc video tại đây. Hy vọng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút giải trí thư giãn. Và em xin được chúc quý vị và các bạn có một ngày chủ nhật cuối tuần tràn ngập niềm vui. Và em xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip sau trên kênh Đà Lạt. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.